Xin chào tất cả mọi người, Trung hiện giờ đang có mặt tại cà phê Ông Bầu 273 An Dương Vương, quận 5, Đại học Sài Gòn. Chúng ta hãy cùng đến đây để thưởng thức cà phê và hôm nay cùng giao lưu cùng với Văn Toàn và Tuấn Anh. Không khí lúc này đang rất rộn ràng. Những người hâm mộ và những fan đang chờ đợi cuối cùng vào trong để cùng giao lưu với Tuấn Anh và Văn Toàn. Đúng 9 giờ thì Tuấn Anh và Văn Toàn đã có mặt và để cùng giao lưu cùng với người hâm mộ. Không khí trong quán cà phê Ông Bầu hiện giờ rất là rộn ràng. Và các fan hâm mộ lần lượt order thức uống và cùng chờ đợi để được đem những chiếc nón và những vật lưu niệm đến để cho Văn Toàn và Tuấn Anh để ký và tranh thủ chụp những bức ảnh lưu niệm cùng với Tuấn Anh và Văn Toàn. Và đây là phía bên ngoài cà phê Ông Bầu ở trường Đại học Sài Gòn. Từng dòng người vẫn tiếp tục vào bên trong để cùng giao lưu cùng với Tuấn Anh và Văn Toàn. Văn Toàn và Tuấn Anh đã rất thân thiện ký tên cho từng người một và chụp hình lưu niệm với từng người. Cha Tiền Vệ sinh năm 1995, quê ở Thái Bình. Tuấn Anh đã đến với Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG từ năm 2007 cho đến năm 2014. Anh ở học viện này và năm 2015 mới ký hợp đồng chính thức với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Còn Văn Toàn thì tiền đạo sinh năm 1996, quê ở Hải Dương, cùng phá cùng với Tuấn Anh nơi sân trường Công Phượng, Văn Thanh, Trần Vũ Đông Triều, Hồng Duy là những cầu thủ mà từng làm nổi đình nổi đám trong giải trẻ U19. Hiện giờ thì Văn Toàn và Tuấn Anh đang tiếp tục thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Và tiếp tục trong mùa bóng này vẫn tiếp tục chơi cho Hoàng Anh Gia Lai. Tuấn Anh và Văn Toàn là hai vị trí vẫn được cũng như Park Hang-seo tin tưởng và liên tục gọi vào đội tuyển quốc gia. Các fan hâm mộ nữ đã tranh thủ và chụp cùng với hai tiền đạo vững chãi của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cũng như đội tuyển Việt Nam. Trên hàng công của đội tuyển Việt Nam thì Văn Toàn như một mũi khoan và tốc độ của anh rất tốt.
đây là những bức tranh trong cà phê Ông Bầu, Hồ Đức và Hồ Thắng. Và chúng ta hãy cùng xem các chi tiết cà phê cũng như các dụng cụ và nguyên liệu của cà phê Ông Bầu để cung cấp cho khách. Cà phê ở đây thì ngoài thức uống chính đó là cà phê, lại còn có những thức uống khác từ trái cây. Từng người hâm mộ vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để cùng giao lưu chụp ảnh cùng với Tuấn Anh và bọn con. Đây là khu vực khuôn viên của cà phê Ông Bầu, Đại học Sài Gòn. Có rất nhiều người hâm mộ trẻ cũng như các fan hâm mộ lẫn đã đến cà phê Ông Bầu trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng giao lưu chụp ảnh cùng với Văn Hoàng và Tuấn Anh. Rồi, chúng ta hãy cùng thử kêu một ly cà phê đậm chất của cà phê Ông Bầu. Hai bức tranh trong quán cà phê Ông Bầu, đây là hai Ông Bầu, Hồ Đoàn Đức và ông Võ Thắng. Đây là hai bầu rất tâm huyết cho bóng đá Việt Nam. Lúc này đã gần 10 giờ trưa nhưng lượng fan đến với cà phê Ông Bầu và để giao lưu cùng với Tuấn Anh và Văn Toàn cũng đang còn rất đông. Họ đang xếp hàng chờ bên ngoài để được vào để cùng giao lưu cùng với mình nhà chụp dân Văn Toàn và Tuấn Anh. Tuấn Anh và Văn Toàn luôn nở những nụ cười tươi và thân thiện cùng với fan hâm mộ. Hôm nay chỉ có Văn Toàn và Tuấn Anh đến giao lưu cùng với người hâm mộ. Thông thường để khai trương một địa điểm cà phê Ông Bầu thì thường có thêm ngoài Tuấn Anh, Văn Toàn còn có cả Công Phượng. Ngoài ra còn có hậu vệ cánh phải Văn Thanh và Trần Minh Vương. Và hôm nay hai cầu thủ đó không có mặt trong ngày hôm nay. Tuấn Anh có biệt danh là Nhô và Tuấn Anh có nụ cười khá hiền và vui vẻ cùng với người hâm mộ. Ở đội Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển Việt Nam thì Tuấn Anh luôn có những đường chuyền và làm sở lưng đối phương và tạo cơ hội thuận lợi cho các tiền đạo phía trên để ghi bàn. Và một lúc Tuấn Anh có cơ hội cho anh lại xuất xa, một cú xuất xa đầy quy lực. Chúng ta hãy cùng xem khung cảnh xung quanh cà phê Ông Bầu ở 273 An Dương Vương. Khung cảnh lúc này rất đông thực khách và những người hâm mộ đang truyền tay nhau những bức ảnh, những vật phẩm mà mình đã được xin thiêu ký và họ cảm thấy rất là vui vẻ.
tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và tiền vệ Tuấn Anh vẫn miết mài ghi những bàn thắng đẹp cho các fan hâm mộ. Và đây các fan nữ xinh đẹp đã đến cùng xin chụp hình cùng với Văn Toàn và Tuấn Anh. Tuấn Anh có một chút gì đó ngại ngần. Lúc này đã về chưa và Tuấn Anh và Văn Toàn giao lưu cùng với các nhân viên của quán cà phê Ông Bầu 203 An Dương Vương, quận 5, trường Đại học Sài Gòn để chuẩn bị ra về. Và hai anh liên tục kêu gọi những nhân viên hãy đến chụp hình cùng với mình với những hành động rất là vui vẻ và thân thiện. Tuấn Anh và Văn Toàn luôn nở những nụ cười trên môi. Trong ngày hôm nay thì còn có hậu vệ Nguyễn Thành Long Giang đã đến giao lưu cùng với Văn Toàn và Tuấn Anh, chung sẻ trực tiếp video clip này, video clip lần sau gửi đến cho tất cả các bạn cùng xem. Mọi người xem vui và thú vị, nhớ đừng quên đăng ký kênh và like kênh nhé. Chúng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip thú vị lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái gì chủ động gọi nhé, chủ động gọi nhé. 1, 2, 3, 3 rồi. Trời ơi. Cái gì? 1, 2, 3.
Vũ mày cho cơ Vũ. Nào theo. Nói là kêu Vũ. Quẹo.